Tôi có mũi bay. Cái gì? Cái gì? Có đứa nhỏ gì trong này nè. Đứa nhỏ à? Ghế mẹ hoài vậy? Cái gì? Nó ngồi toilet kìa. Năm này. Đứng đất. Ghế giống ghế đại vậy? Không có đất. Không có đất kìa. Đừng nói nghe. Gì? Nó luôn mà. Ê! Ê! Cái gì? Cái gì vậy? Có gì không? Có gì đâu. Ê, chạy kìa. Nhìn giống thấy gì hết á? Không có. Không có gì hết. Sao chạy ta? Tôi tới đuôi giống như đường gầy. Mày phải ghế nào không? Hình như là nó biết đâu chạy nhiều ghế. Đây làm giống thôi. Làm giống hả? Lấy cái gì buộc là hay là gì đó. Buộc là nữa rồi sao? Nhìn đâu nhỉ? Cái bọc. Đó là cái bọc này đấy mà. Có cái ghế là cái bọc này nó đó. Anh ngại chứ. Chiếu vô mặt tôi đau qua là vậy. Ủa ghế rồi. Ủa nó tàn hình đi. Đâu ra vậy? Rồi cái qua đây đi, qua đây đi. Là có cái tủng bự hoành khi cái gì chúng. Tủng hoành kia lâu rồi. Mày chỗ này mày chưa lỡ luôn mày. Chưa. Đồ bác sĩ y tá nè. Một bọc luôn. Một bọc luôn. Đây nè. Diễn chỉ đây là hai bọc đồ cả nha. Bán nhà là gì? Ngắt vậy? Hai bọc đồ. Cái sao là bọc diễn thôi. Sao không lỏng? Sao không mỏng? Đặt nó một đống tủ này. Cái gì với nó? Bây giờ tiếng động nghe rất là nhỏ nhưng mà nghe rất là nhiều luôn. Chị đó, cái lục cục cạch 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 hoài. Ai hồi không vậy ta, cái kính gì? Có gì đó, nó nhẹt nhẹt nhẹt. Cái máy là máy gì ta? Máy in. Thợ máy in. Thợ máy in. Trời ơi, cái tủ này còn mới ghê ha. Khung mới lạnh. Ừ, này mới.
Không có gì hết. Cái khu này biết sao là cái khu gì đó. Biết sao này hả? Khu để chất thải gắn vậy. Cái tủ nó khép lại. Bên sao có cái tủ nữa hả? Trời cái lỗ này. Thấy cái gì vậy? Có gì không? Có gì nhận đó không? Cái gì đó không? Không. Tôi ngủ vậy luôn. Vô có cái phòng bự. Vô cái phòng. Cái gì đâu? Ở đây. Ủa? Tao thấy như có cái bóng người. Má ở cái ghế. Cái ghế tụi cái bọc đó kìa. Sao tao thấy như có bóng người lúc mà vừa quay cao ra qua đây có thấy á. Bóng hả? Như có bóng người. Mà đây bóng, bóng sao? Đen trắng. Đen. Thì bóng đen giống hổ mình thấy á. Mà hình như đi khòm khòm á. Đi khòm khòm á. Giống như bị khum khum cái lưng. Già hay gì? Không có già không mà thấy nhanh quá. Muốn gì thì ra đi. Chứ vậy liền cứ vậy hoài. Lầu đi. Lầu. Ở cái phòng bàn thờ đó nằm đâu ta? Bên kia. Xách ghế đây luôn. Tiếng. Lại cái chỗ cũ nãy nữa rồi đó. Chỗ cũ nè. Phòng kính lộn mít luôn mà. Đi đi. Làm lúc nào đó. Rồi, tiêu rồi. Cái đồ ăn đi trời. Tiêu rồi. Ngoái lại không tiêu liền thấy. Bây giờ tìm qua cái chỗ bàn thờ đi, đúng đi. Ngang cái. Sao có tay tao lận tâm luôn. Đủ mồ hôi ra lận tâm luôn. Góc nào ta? Hình như góc đây ấy. Phải không? Hay góc đây. Ai mà biết. Này đi. Đi lại gặp gặp. Khoa chấn thương chỉnh hình. Bỗng chấn thương chỗ này luôn. Học chứ rồi. Ủa khu đó là khu gì nữa vậy? Mình qua chưa? Không biết. Ê kìa. Đây, đây cái ghế nè. Đây ghế trong cái cây gối nữa nè. Mà công nhận em bỏ qua mấy năm làm cái ghê thì. Tính ra 2 năm với nhiêu? Tụm. Cái cổng điện sao nó nhích chút ta. Giống như có cái vật gì nó lôi cái cổng điện vô á. Gió mày nè. Gió nè. Nè. Nó lâu quơ đó. Chứ là gió mà cái này nè. Thì gió sao gió được. Dạ dạ cái gì?
Cái gì? Không biết cái gì. Ê, có gì vậy? Thùng rác nó bay vào tôi nè. Ủa hai ghế này nằm vậy hả ta? Hai ghế này nằm vậy hả? Anh biết rồi, đâu có đâu, nãy hình như là nó đâu nằm, nó nằm dưới không à. Đâu có chồng nhau kỳ vậy. Đúng rồi, ngồi đúng rồi. Đó, cái ô gàng. Cái nó lần. Mệt chứ ta. Cây cối không giác nó nó mọi năm nay mà nó mọi âm tùm ấy. Phòng công tác xã hội, phòng tim mạch, khoa nội tim mạch, uống vậy rồi cái kia nằm đâu rồi chú thờ biết gì nữa rồi không đâu rồi. Ủa đó là cái gì? Theo hành lang ghế nhóc ở trên kìa, xa xa có cái ghế, xa có cái ghế. Mà nó không biết tại sao người ta lại đem ghế ra ngoài hành lang hết trơn à. Ừ. Nói anh à. Không để. Khu này đã mở chưa qua luôn rồi. Ừ, chỗ này lá quắc nè. Dải dốc gì tùm lum hết trơn mà. Ê. Tàn nhẫn tao giác theo nè. Giác đi. Quá vậy. Trời trời. Trời giác thật thiệt mới chịu. Gì đâu mà tùm lum giải vậy. Ừ bên đây nè, mình chưa đến nè. Không có mệt. Ôi ba quá chắc hay gì kìa. Trời ơi gối nhiều chứ hả? Gối không? Bàn ghế đường nhau quý chân. Ôi này dơ quá vậy. Ngồi chỗ này mình chưa tới là chắc ơi giỏi sách gì lum la. Có nhiễm quá ơi. Gì? Có chuyện nhiễm. Ừ. Trời ơi. Gì? Nó có cái ghế còn nhìn ra đây kìa. Nhìn ừ. Đứng được chứ. Ghế nằm hủng hổ mà. Ừ. Trong thể phòng tối thui luôn. Đây bàn không. Cái sách ở đây là chạm mới chát luôn. Ừ, cái sách không mới đâu. Nè, mới chát luôn. Bị con gì cắn một cái chứ. Không bị con chuột cắn nặng. Dây buộc nó nè. À, vậy là quá mới rồi. Bên đây nhìn mới lắm nghe. Mà ai đi chợ ở đây chi vậy? À, trong đây sẽ có ống tim nữa nha. Gì? Đây là chuyện ống tim luôn. Trong này xuống vào phòng chuyện dịch rồi. Gì? Gì? Hoài luôn. Có cái gì không? Có mũi dữ vậy? Đi vô đây cái nữa. Thôi có mũi bay. Cái gì? Cái gì?
Cái gì? Có đứa nhỏ gì trong này nè. Đứa nhỏ à? Em ơi, hình như có đứa nít đứng lên nhìn đứa nào này không biết nữa. Cái này nè, cái em hồng vậy. Nhắn lên qua đây không? Nhà thêm bê đi không chậm đó. Con nữ nha. Ghế leo hoài vậy. Cái gì? Con ngồi toilet kìa. Năm nữa. Đúng lít. Đấy. Đúng rồi. Vô. Vào. Ủa đâu rồi? Cái bò này ngồi đây nè. Ngồi dùm ra là giống như cái mà không có hồn gì hết chứ mà. Không có biểu cảm mà có tiếng bệnh. Mà tao cũng thấy đó. Bên đây có gì không? Vậy cũng toilet luôn. Mà không có gì. Ấn vậy? Ghế thì hoài luôn kìa. Theo hoài. Theo người hoài. Từ lúc tâm tâm bên kia mình đến tới hôm nay. Ủa đây ra ngoài rồi. Ra ngoài cái gào. Ủa cái tủ rồi thấy ghê má. Ngã kìa. Khoái vậy. Ừ. Miễn không nha. Ấn quá tà ấn luôn. Ồ, ở đây có trang rồi. Đóng luôn, đóng luôn. Nhớ kìa. Kệ con Tâm đó, nó theo hoài. Ở đây có lên lậu nè. Ủa cái này có cửa chéo là hả ta? Sao có chỗ mà thắp nhang đâu tiêu luôn trời. Mấy là phương nào? Ở đây còn lậu nữa hả? Mình thử đi. Không, đừng lên lậu. Đây có cái ghế nhìn ra nữa nè. Còn lên lậu nè. Lậu luôn hả? Ừ. Nó đi người luôn á. Có việc xuống. Tạo. Tay chỉ được nữa đây là chỗ cũ rồi. Đường ra đá mà vô rồi. Cái gì? Cái đường vô đã nè. Đi chặt. Sao cứng dữ ta? Sao mà tự chạy được? Mới vậy? Cứng ngắc hả? Nãy chung cho được thì chưa vô hết được á. Rồi sao đây? Thua luôn, cứng ngắc hả? Không biết tao sớm gì không mở luôn. Không gì hả? Tàn nhẫn. Ai là biết? Vẫn có mở mà. Rồi. Thấy chuyện nghe lên luôn rồi. Nghe nó xíu rồi. Ừ.
Thôi kệ, giờ thứ nhất thôi, giờ lên. Lên lên sao? Lên luôn. Lên lên đi. Cửa nó hoài luôn á. Phòng theo dõi. Cái gì âm âm hoài luôn. Ở đây có đường đi qua đây nữa gì nè. Ở đây lại liên kết qua bên kia luôn nè. Kìa, ghế ngộ ngộ. Tổ nằm hành lang không à? Hành lang. Nhìn sơ sát chứ. Rồi rồi. Ồ, dơ nè. Cái gì? Ở đây mình cái chai một cái nghe. Thứ gì chưa nổi nè. Cái dây chai cái này nè. Đóng luôn. Dây chai đồ ngủ. Mà chắc có ít người dám như đây lụng lắm. Để hết cái Hà Lan này để có gì không? Hành lang để dành cho, để dành chuyển bệnh, đề nghị thân nhân không đặt ghế bố. Cái này có phòng không gì vô. Đây phòng bệnh luôn. Gì đây vậy? Ôi, có cửa đóng khóa. Ừ. Đóng ghế. Cái tó à? Cái gậy. Cái tó. Cái tó mấy người bị... Ừ. Đâu rồi? Ở ngoài. Ê. Cái quài luôn. Này, thu lực, thu lực. Nóng quá, nóng rồi. Đây ra. Đây. Đi ngang cái chỗ đó nghe. Ứng cái giò. Đưa lại luôn rồi. Tiêu hóa. Khu vực tiêu hóa. Tiêu hóa nữ. Tiêu hóa nam. Tổng hợp nam. Thì ông bà đã không bị tiêu. Tiêu hóa không được ở vô đây. Mà trong đây âm mưu quá. Vẫn thu lưu vậy. Cái chỗ mà tụi con thì định đến thắp nhang lại không còn biết nơi nào nữa. Có cái phòng có cửa khác hơn. Nó rộng quá rộng cả nhà. Trong cái phòng này. Trong này nó ngổn ngang quá mày. Ngổn ngang à? Ừ. Bự không? Nhỏ mà nó dơ quá dơ nè. Cái gì ở đâu rồi? Quái hết chứ. Ở đâu á? Tiếng nó thấy ghế nữa nha. Lên tới lầu. Tới lầu trên rồi mà. Có gì đâu. Này có ai đây? Gì? Này có ai? Có ai vậy? Không phải của em. Không phải em. Của em. Có ai đâu để sót lại. Về hết vậy bỏ lắm ra đây, ra đây nắng quá kỳ cục. Đi xuống dưới hay sao? Đi dưới đi, đi dưới lại cái chỗ thắp nhang đi. Đi vòng vòng hoài luôn chỗ đi ngang bên kia luôn đó. Gì lại chỗ nãy đi ngang bên kia đó.
Này, tôi đi qua này. Sao? Nó giống rỗng vậy nè. Tôi nhớ là cái chỗ chỗ đó là mình chỗ mà cái chân gầm cầu thang á. Ở dưới đây có chân gầm cầu thang nè, cầu thang xuống nè. Không có chỗ mà cái ông thấy cái ông bác sĩ vậy à? Ừ. Như cũng vậy bên đó gì đó. Ôi, con dãy này gì ta? Gì vậy? Không có cái gì luôn. Ở đâu à? Một cục la gà, không có cái gì là gì. Đi xuống thì dưới chân cầu thang lại nghe. Mà nó đi hồi đuối luôn á trời. Không phải mà lên bèn lắm bèn quá rồi. Đây có lòng sắt gì ở đây vậy? Tủ gì vậy? Trung cấp. Đi đâu rồi? Biết đâu cũng bể, cái đồ rớt bay bể. Nó khùng mới khùng. Trong mặt cái... Không có gì á. Có khùng không? Không. Này có đường qua nè. Ghế nữa à? Ghế này, không phải không, là cái đó. Ghế tôi có bánh. Ghế giờ bị tôi đẩy cướp rồi bỏ luôn rồi. Nè đây nè. Đi qua đó được nè. Nè, đừng qua nè. Ây da. Thôi ngồi xuống đây xíu đi cả nhà. Hay quá là trước mặt đi chứ là sau lưng quá đâu. Ngồi góc nào vậy? Ôi da, mũi gì mũi dữ cái trời. Cả nhà ơi. Kìa. Thằng ơi cháu lội nói chung cũng đuối quá đuối. Tìm tới cái chỗ cái bàn thờ đó hoài thì không ra. Thì không ra. Ma chú quỷ khiến sao đâu mà không nhớ nổi. Không mà không biết là thằng chợt hay thằng một hay thằng hai không biết luôn. Cháy á. Mấy cái này rất là bình tĩnh gì không là cả nhà. Thì hôm nay đến đây thì như cái nhà thấy á, cái điều mà tụi con thấy rõ nhất á là cái ghế. Đúng, từ cái ghế nhiều với là tiếng động rồi nọ rồi. Cái ghế đó là dường như là nó khóa mục tiêu của mình á. Theo hoài luôn. Đi đâu nó cũng theo đó, nó không có buông. Ở này nói chung nãy giờ tụi con lội cũng khá là bị mỏi chân. Tại vì nó rộng quá, nhưng mà mới được chắc được một phần năm tư một phần năm gì cái bệnh viện. Tại vì mọi người biết là một cái dãy như vậy là có lầu. Nhưng mà mình đi một cái dãy thì rất là mệt rồi. Đúng rồi, mà nó nhiều lầu. Bên này tới mấy dãy luôn. Bên đây dãy nè, đây dãy nè, bên đây dãy, bên kia dãy nữa. Bốn dãy. Mà trong cái đó nó nhiều lầu nữa cả nhà. Nghĩa là lầu này tới lầu kia. Hai ba lầu. Hình như cái tầng ở bên kia là tới 6 lầu. Ừ. Mà đi cả nhà nói chung là hai con cháu con đi 4 ngày hay gì. Mà dám hơn nửa. Rộng quá rộng. Tại vì cả nhà biết là mình đi á thì cái thế của mình là đi vừa khám phá, gặp gì mình coi nấy. Mình gặp gì mình quay lại chia sẻ với cả nhà mình vậy. Thành ra rồi nó lâu. Chứ mình nói để đi thẳng thét chắc chút xíu à. Ừ. Lại khu vực này tại ban ngày thì tụi con hình như là trước giờ chưa thấy hình hài họ như thế nào.
Không có. Thì mình thấy của ông bác sĩ á. Chỉ mình thấy thôi. Mình thấy thôi chứ cả nhà không thấy. Chứ mà mọi người chưa thấy. Mà giờ không biết góc nào luôn mà. Tàn nhẫn không biết đường luôn rồi. Không bây giờ đi mốt mình trở lại mình đi bên kia hút người bên kia tìm lại cái khu vực đó. Quan trọng là tìm lại cái chỗ mà thắp hương được là vòng vòng hết trơn đó. Mà hết biết luôn. Nhưng mà đi. Ở chỗ này thì có lẽ tụi con sẽ trở lại trong đêm, nhưng mà tụi con sẽ trở lại kinh lớn. Đúng rồi. Vào đêm. Cô chú anh chị mình quan tâm hãy vào bên kinh lớn tụi con để theo dõi bên đó để mà nhận được thông báo bên đâu bên đó nha cả nhà. Tại vì tụi con kinh lớn cũng đã đi ban ngày rồi. Cho nên thì sẽ trở lại kinh lớn vào ban đêm. Và kinh nhỏ này tụi con sẽ đi ban ngày. Thì có dịp thì tụi con sẽ lại trở lại ban đêm của kinh nhỏ để cho cô bác mình á. Có nhiều cô bác không có theo dõi kinh lớn thì theo dõi kinh nhỏ thì cũng có thể xem được. Và ngược lại thì tụi con cũng luôn luôn kinh, cố. Kinh lớn là kênh gió động của Sức Mau Vlog. Kinh cái lớn là có người ta biết nó kinh lớn là kênh nào mà hai này nó kinh lớn kinh nhỏ. Tại kênh đó thì nó nhiều người theo dõi hơn thì tụi con kêu là kênh lớn. Còn cái này ít theo dõi hơn thì kêu kênh nhỏ. Thì kênh nào cũng kênh cũng là quý của chú anh chị cũng yêu thương và đồng hành với cậu cháu chứ. Thì thôi thì giờ hai cậu cháu xin tạm dừng cái hành trình đây để có thể thì con không biết sao tại vì cũng đuối quá bây giờ mình đi nghỉ ngơi chứ sáng về chưa ăn uống gì chân đi kiếm gì ăn để nghỉ ngơi chút xíu. Tụi con sẽ hẹn cả nhà mình lúc gần nhất tụi con sẽ trở lại đây. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, cảm ơn cả nhà đã yêu thương và ủng hộ cháu. Cả nhà đợi con tụi con ở clip sau nhé. Chào cả nhà. Chào cả nhà.